Cho chùm này được bao được mấy điểm các bạn? Mình nghĩ chùm này có lẽ phải được 10 cộng các bạn nhỉ. Quá phê luôn. Đó, đây như cái lấy tay rồi này. Đó, và thêm một cái nữa. Vậy thì tổng cả cái chùm đấy nó phải rơi khoảng tầm 3 cân hơn nhỉ? 3 cân. Vâng. Wow. Quá là phê luôn. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay mình mời các bạn sẽ lên gọi là trở lại cái cánh đồng vải mà U Hồng như Thanh Hà tại cổng Hầm Muối nhé, xã Giáp Sơn, sát với cả cánh đồng ở xã mình luôn đấy, xem là bà con anh chị em đã thu hoạch vải thế nào rồi nhé, và lượng vải ở đây xem còn nhiều hay không nhé. Bởi vì cái lượng vải Thanh Hà cũng như là vải U Hồng ấy, mà theo như mình đi ở một cái vòng khu vực mình đấy thì khu chỗ này cũng là cái nhiều nơi gọi là đạt vải đấy các bạn ạ. Đấy, thì vải hai bên bờ rất là nhiều luôn, cái lượng quả chín bà con thu cũng đã một số rồi đấy, một số thì đã thấy bẻ cành bẻ quả đây rồi, còn một số thì ở vườn phía trong thì cũng còn tương đối là nhiều đấy. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng vào phía trong nhé, để cùng thăm vườn xem sao nhé. Bởi vì cái lượng vải như ngày hôm qua hôm nay bà con bán ở đường rất là nhiều, và hàng ngày bà con thu cũng như là trực tiếp người ta tàu người ta đặt cửa tại đây cũng rất là nhiều luôn đấy các bạn ạ. À, chúng ta sẽ không để bạn chờ lâu, chúng ta sẽ cùng vào đi dọc trở lại đây nhé, và vào đây xong lát chúng ta sẽ đi lên phía trên nhé, lên phía trên kia. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái vườn ở ngay phía đây. Thời tiết mấy ngày hôm nay ở miền Bắc mình nó oi ả, nó chói chang, nó thực sự nó rất là khó chịu các bạn ạ. Nó không nắng hẳn nhưng nó rất là oi trời, và nó dự báo là mưa to đấy, nhưng mà thực ra không mưa. Nếu mà mưa xuống thì nó cũng ảnh hưởng đến quả vải rất là nhiều các bạn ạ. Đó. Thời tiết nó nắng, nếu nắng bọc lên thì nó càng tốt hơn đấy. Nhưng còn nếu kiểu nắng kiểu này thì mình thấy người rất là khó chịu, và anh em canh tác các thứ rất là vất vả, bà con làm vải cũng rất là vất vả luôn đấy các bạn ạ. Đó, đây những cái vườn vải đầu tiên ở cái đoạn đường này, đó là phải che lưới đây, cũng đã đỏ rồi này. Vải Thanh Hà đến ngày hôm nay thì các cửa cân rất là nhiều, và từ mai trở đi thì anh chị em mua vải Thanh Hà này còn nhiều lắm, đăng các cửa cân vải đi Trung Quốc xuất khẩu đăng lên rất là nhiều luôn, nên là mình nghĩ là từ một vài ngày nữa thì giá vải cũng còn cao rất là nhiều nhé. Như ngày hôm nay 28 tháng 5 đây thì vải Thanh Hà cũng 35-40 nghìn, hàng đẹp đó. Tất nhiên là vải thì nó cũng chưa căng, chưa chín, chưa rộ nhé, nhưng mà với cái tầm như vải này các bạn nhìn này, quả rất là bự luôn này. Qua lưới rồi nhưng rất là bự luôn, căng lưới này để chống trẻ con dọc đường nó vặt đấy các bạn đó, không thò tay được, không vặt được đó. Đây, quả thì một số thì đã chín rồi này, một số thì qua lưới mà nhìn rất là bự luôn đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống phía dưới nhé, đi phía dưới đây còn nghe các bạn này, qua lưới đây đó. Đấy, quả cây thì vườn này rất là đẹp luôn, quả to bự lắm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía vườn đây nhé, ở cái vườn phía trong này có cả U Hồng lẫn Thanh Hà luôn đấy. Cái vườn này là vườn Thanh Hà này, à, phía bên này là U Hồng này, một số U Hồng này vẫn còn hồng hồng nữa các bạn ạ, nó chưa chín hẳn đâu. Đó, đây quả này. À, đây còn quả Thanh Hà đây. Cái lượng quả trên cây như những cái vườn này thì như gọi là cũng đạt khoảng tầm 60-70% đấy các bạn ạ. À, bà con chăm sóc thì quả cũng rất là bự luôn nhé, quả rất là to, quả to căng. Cái này mà lên mã nữa thì phải nói là rất là ok đấy, tức là lên mã tức là nó là gì, nó là chín đỏ hẳn nhé. Riêng Thanh Hà này thì chín đỏ sậm luôn, U Hồng cũng thế. Tóm lại là vải gì thì vải cứ để chín kỹ thì chất lượng và mẫu mã và giá thành nó sẽ rất là ok thôi. Đó. Đây. Cả là những quả vải Thanh Hà các bạn nhìn này, to như là nó quả vải Thanh Hà nó tròn này, nó tròn hơn so với U Hồng nhé, nó tròn hơn này. Như thế này thì vẫn chưa chín đâu, nhưng mà để khoảng tầm 3-5 hôm nữa là ok này. Đấy, tầm như này, thế này thôi, nhưng mà chảy lên đặt lên sọt hoặc là mang đi bán thì vẫn bị xanh. Bởi vì khi mà đặt lên nhìn ở ngoài nhé các bạn nhé, nhìn ở phía ngoài thì rất chín rồi, nhưng mà ở phía trong này này nó chưa, ánh nắng mặt trời nó chưa chiếu vào hết ấy, thành ra là nó sẽ bị trắng hoặc là bị xanh quả và mất giá. Nếu mà để bà bán bị lật lên như thế là sẽ bị mất giá đấy.
Nên là mình vẫn cứ trên video vẫn chia sẻ các bạn các anh chị là cứ để cho chín kỹ nhé. Đó, đây những chùm này cực kỳ đẹp luôn này. Quá là ok luôn đấy chứ. Đó, đây. Đây, những cây này thì quá là ok rồi, nhưng cây này thì còn xanh hơn nha. Đó, nó xanh hơn. Có một cái điều nữa là thời tiết nó càng nóng các bạn nhé, nó càng nắng nóng thì cái vải nó chín càng nhanh đấy, nó chín càng nhanh, nên là với cái thời tiết nó oi như thế này thì cái tốc độ vải chín sẽ cực nhanh luôn nhé. Và một hai và hai ba hôm nữa thì mình nghĩ là cái lượng thanh hà nó chín và rộ, và con anh chị em bán ở ngoài đường có lẽ là cũng sẽ tắc đường đấy. Còn như một từ hôm nay trở về trước ấy, thì thực ra là mới gọi dấu hiệu gọi là đông đông một chút thôi chứ chưa có tắc đường. Bởi vì là vải, mùa vải này là cái mùa mà đặc trưng nhất của lục ngạn quê mình, nó là tắc đường ấy. Tất nhiên là năm nay là cái năm mà vải nó mất mùa, nên cái tỷ lệ mất mùa, tỷ lệ tắc đường mình nghĩ là ít thôi, nhưng mà vẫn sẽ có nhé, đặc biệt là những cái ngày cao điểm. Đó đây. Những cái chùm quá là phê luôn này. Đó. Những cây này thì dự kiến khối lượng đạt cũng tầm 60 cân một cây nhé. Với cái giá như ngày hôm qua hôm nay thì ví dụ hồng và thanh hà đẹp ấy, thì cũng mới chỉ dao động khoảng tầm 35-40 nghìn một cân hàng đẹp thôi. Nhưng khi mà các cửa cân rộ lên thì người ta sẽ đẩy giá lên, và đặc biệt là chất lượng nó đảm bảo hơn ấy. Ví dụ như quả chín hơn này, to hơn, mẫu mã đẹp hơn thì tất nhiên là giá sẽ căng hơn nhé, và giá sẽ cao hơn. Thế thì đầu vụ thì các anh chị các bạn cũng vẫn cứ dự đoán là giá 65-70 nghìn một cân đúng không nhỉ? Thì theo các bạn thì các bạn có nhìn nhận là giá có như vậy không? Nếu mà giá như thế thì các bạn cùng comment nhé. Cái giá này là cái giá mà hàng xuất khẩu với các bạn nhé. Bởi vì nhiều bạn cũng bảo ôi em mua ở nhà em, hoặc là em mua ở Hà Nội giá có 30.000 một cân đúng không nhỉ? Thực ra là các bạn cũng là ăn vải, như một là có thể là vải ở Lục Ngạn, hai là các bạn vải Lục Ngạn thì nó là loại 3, loại 4, hoặc là vải ở các tỉnh, các nơi khác nhé, không phải vải Lục Ngạn đâu. Bởi vì cứ tên là vải thì nhiều khi người ta cứ bảo vải Bắc Giang hoặc là vải Lục Ngạn ấy, nhưng mà chưa chắc là thế. Thành ra là ở vải nhiều nơi khác thì cái chất lượng và nó cũng đặc trưng hơn, nó cũng khác hơn rất là nhiều. Đấy, hoặc là ví dụ như vải khu vực Thanh Hà đến thời điểm này, hoặc là khu vực Tân Yên, Đông Triều cũng rất nhiều nơi có vải đó. Nhưng mà mình nghĩ là mỗi cái nơi cái chất lượng nó sẽ khác, đặc biệt là vải ở đất Lục Ngạn quê mình thì nó cái độ ngon độ ngọt thì bao giờ anh chị em cũng nói là sẽ chất lượng nó sẽ ok nhất nhé. Đó. Anh là chủ vườn đấy à? À rồi, đấy mình ra đang quay một cái video ngắn ngắn thì gặp anh chủ vườn đây. Đấy thì thế nào, tiền sắp rơi ra rồi đấy anh ơi. Tiền phía sau ấy. Phía sau túi gần rơi rồi. Đó, anh bán được tí nào chưa? Chưa. Đấy, mình đây vườn của anh là theo cái xây gọi là theo cái khuôn đất này à? Đây bên này. Đây là sang đến đây đúng không? À hình chữ L đúng không? Của Thanh Hà của anh năm nay khu này là nói chung là cái vườn này là sai và là đẹp ở khu này rồi đấy. Của anh chăm mấy lớp phân mà quả to thế? Còn hai đợt phân. Hai đợt phân à? Đây cái lớp này. Cái lớp này có lẽ là khoảng tầm 5 hôm nữa thì để chín kỹ là ok nhỉ. Đúng không? 3 5 hôm nữa là bán ok rồi. Và cái quả cũng rất là đẹp. Ở chỗ này dự kiến được khoảng bao nhiêu chuyến anh? Đấy, chắc 1-2 chuyến. Ý, 1-2 chuyến lại chuyến nặng thế á? Bởi vì là đây, của anh là còn sang hình chữ L bên kia, sang đến vườn U Hồng bên nhà anh ấy kia phải không? Đấy, thì chỗ này là loanh quanh là cũng rất là ok rồi. Thế là anh có U Hồng ở phía trong không hay là mỗi Thanh Hà ở đây thôi? Thanh Hà thôi. À thế à? Thế ở trên vườn thì có được nhiều không? Trên vườn cũng lác đác. Lác đác à? Đấy, bởi vì thực ra là đi ở rất nhiều nơi, những cái vườn Thanh Hà như của các anh em ở đây thì là như thế này gọi là được rồi nhé. Tỷ lệ như của anh chỗ này vẫn được khoảng tầm 70% nhỉ? Tầm 70%. Như quả như thế này là đây nó gọi là hàng VIP Pro ở quê mình nha các bạn này. Đấy, mã này. Nhiều bạn, nhiều anh chị cứ comment lên bảo tại sao vải Lục Ngạn đắt thế, hay là vải Lục Ngạn gì mà giá cao thế. Nhưng thực ra là các bạn nhìn cái chất vải này, cái quả mã nó tươi thế này cơ mà. Đây là ví dụ như một số anh em cũng bảo là vải Lai Tàu hay là vải Tàu Lai, Tàu Phấn gì đó, nhưng mà anh em mình vẫn cứ dùng gọi vải Thanh Hà đấy. Đấy, thì chất lượng nó, quả nó như này, mẫu mã này và độ tươi các bạn nhé. Tức là ở nhiều nơi khác ấy, các bạn chở đi khoảng bán khoảng là nửa buổi thôi là mã nó đã tái đi rồi, nhưng mà ví dụ vải của anh em mình đây để cả chiều đóng đến hôm sau vẫn ok, có phải là mã vẫn cứ rực rỡ, nó tươi luôn đó.
Ui, phía trong này vẫn đẹp lắm, vẫn sai lắm. Ờ, được cái là vườn của ông anh này là thấy ít bị sâu, bị thối nhỉ. Em thấy ở vườn nhà em, ở ngoài em có một chút thôi, nhưng mà cái năm nay cái sâu nó chấm ấy, chấm quả. Sâu đục quả năm nay rất là nhiều, nhưng của anh này duy trì rất là tốt đấy. Và rất là duy trì rất là được. Anh tên là gì? Anh tên là gì? Anh Ba à? Đó. Thế là vườn của anh ở chỗ này còn có chỗ ở trên cổng kia còn không? Trên ngay khu đây còn không? Có chứ. À thì à. Tổng là bao nhiêu cây hả anh? Không đếm được. Không đếm được à? Thế nhưng mà năm ngoái thì được bao tấn? Năm mà được nhiều vải nhất đấy. Được nhiều thì có ghi qua đâu. Nhưng không ghi, nhưng mà cứ gọi là áng chừng đi. Thế nào được? Đấy, không áng được. Đúng rồi. Quan trọng là năm được nhiều tiền nhất là được khoảng mấy trăm thôi. bán hết vải xong gửi tiền ngân hàng là không biết tiền nữa, hoặc là có thể là đưa hết tiền cho bà xã, cuối cùng bà xã bảo không biết bao tiền nữa. Đấy, vải như rất là ok đấy. À, nhiều khi anh em mình hỏi quê mình thực ra là cũng không phải là giấu hay là một cách khách sáo gì đâu, đó là gần như thói quen ở quê mình ấy, cứ gọi là áng chừng. Ví dụ nhiều bác cứ hỏi vườn bao nhiêu cây, kể cả mình hỏi thôi, nên là cũng bảo là không phải ấy, nhưng mà không đếm các bạn ạ. Số tiền, số cây các thứ chỉ áng chừng thôi, nhưng mà mình nghĩ là ví dụ khoảng nào đó thì như các bác đây thì rất là nhiều rồi. Các anh chị em và làm vải thế là nhiều và hàng đẹp nhé. Như Thanh Hà này là gọi là hàng ok rồi. À. Trên màn hình các bạn thấy quả to không? Quả rất là bự luôn nhé. Đây, những cái quả năm nay nó bị thối là như thế này này các bạn này. Đó. Đấy, những quả như thế này là bị sâu nó trục vào bên trong ấy. Đấy. Đây, những quả như thế này, nhưng mà nói chung vườn của anh Ba đây là ít. Nó không nhiều. Vì là vẫn có, vì là nhưng mà mình mà đi mình cắt tỉa được những quả này đi nó sẽ bớt thối leo, thối lây nhé. Đó. Cái này thì dự kiến hôm nào anh sẽ bẻ anh Ba đi. À, vẫn chưa biết được á. À? Cái này thì cũng dự chắc khoảng tầm, nếu đẹp là một số đầu là có thể 5 hôm nữa là ok rồi. Là chuyển lấy tiền tiêu được rồi. Lượng vải như thế này thì nếu để mà nhiều như mọi năm thì bán có thể được 25 đến 30 ngày các bạn nhé. Nhưng mà vì là năm nay vải không có nhiều ấy, nên là mình nghĩ là cái mùa vải thì của các gia đình sẽ kết thúc tương đối là sớm đấy. Của ví dụ của mỗi nhà ví dụ trước đây 10 tấn thôi, nhưng năm nay được một hai tấn nữa là ok rồi. Đấy, nhưng mà nhiều nhà đôi 30 tấn như năm ngoái, nhưng năm nay còn không được quả nào các bạn ạ. Tức là mùa vải nó không có bắt đầu, không có kết thúc đấy, nó là như thế. Hôm nay bắt đầu đông rồi anh ạ. Từ mai trở đi là các cửa cân người ta sẽ cân đông hơn đấy, thì khả năng là có giá sẽ nhích lên đấy, bởi vì là mai cắt mấy cái cây ở ngoài nó chín trước ấy. À, tức là mai cắt ở đây hay ở trong kia bà? Cắt ở đây chứ, trong kia nó bảo có một cây thôi, trong rừng nó bảo có một cây chín thôi là... Của bà đây, cụ thể thế nào, lát mời các bạn sẽ vào thăm vườn nhà bà nhé. Vườn của bà là u hồng nhé, nhưng mà quả là chín ok rồi đấy. Còn vườn đây, vườn của anh Bình nhé. Anh Bình nhà mình dạo xưa cũng đã gửi đến các bạn, các anh chị một vài cái video rồi. Thế nhưng mà quả như này là cũng u hồng nhé. Đây là u hồng, phía dưới kia là Thanh Hà. Nhưng mà cái mã của u hồng của nhà anh Bình này cảm giác là nó có lẽ là xử lý hơi nặng, nên là mã đang bị xỉn mã rồi này. Nó không được đỏ như bên phía bên nhà bà đâu. Đây, bên nhà bà đã làm lán để gọi là trông trông vườn đây rồi. À, tức là dự kiến là sáng nay là cắt à bà? À vâng. Thế nhưng mà sáng nay là cũng gọi đá mưa nên là bé thôi, nhưng mà À, chỗ này thì mới cắt tỉa thôi chứ chưa cắt hết được bạn. Nhưng cây này là đẹp này. Mấy cây chín trước là cắt được này. Cây này đổ nhưng mà cây này thì vẫn xanh ở phía dưới này. Đấy, vẫn xanh ở phía gầm này các bạn nhé. Đấy, cụ thể nào chúng ta sẽ mời các bạn sẽ xuống nha. Thế là anh chưa cắt được tí nào luôn à bà? Chưa. À, và tôi chưa bán được đồng nào. Và đây. À, và đó, đây cũng đã chín. Đấy, những cái cây này quả chín thật. Đây, chín toàn bộ luôn rồi này. Đấy, màu nó đỏ rực luôn này. Và đấy, như cây này thì chín này.
Như cây này thì xanh mà. Đấy, cây này thì kể cả chưa lật thì cái phần đầu cuống đã xanh rồi nhé. Đấy, phần đầu cuống như này, cây này đương nhiên là phải bán sau nhé, không thể bán cùng được ấy. Ở ra đường thì rất nhiều các bạn, các anh chị cứ thấy hàng đắt đắt hoặc là theo tâm lý là cứ bẻ xanh, thành ra là bán là mất tiền mà là khó bán. Nên là cứ để chín đã. Thế là tối bà ra trông hay là anh ấy ra trông? Không, một lúc tôi trực tối nó ăn cơm nhau mới ra thầy cho bà về chứ. À vâng. Bà già làm gì chết trông. À vâng, trông. Phát thành nhà không? À vâng. Đó, đây phía bên này là cũng là vườn nhà bà này. Ừ, bên này đấy. Thanh nhà cũng phải. Bên này là thanh nhà cũng phải, tức là hai bên mặt đường luôn đấy. Ừ, bà với mặt đường thì... Chúng này đem đủ nhất xuống chỗ này á, người ta mà... Người ta thu lại thì nhà bà không có vườn nữa. Ồ, đợt tới mà lên thị trấn nếu mà thu lại thì được nhiều tiền lắm bà. Ôi, được bao nhiêu nha. Trên cánh đồng gần làng kia còn có hơn 2 sào nhưng mà đông trồng táo thôi. À, trồng táo hả bà? Trồng táo thôi chứ không trồng vải. Và. Bây giờ nó trồng một đám bí đanh, một đám ngô bán hết được bí đanh này. À, xin giới thiệu các bạn là đợt tới ở cái khu này là lấy đất để làm thị trấn ấy. Của xã mình lên thị trấn nên là cái khu toàn bộ này này, à, những cái đội... những cái vườn vải này là lấy làm thị trấn mà xã không đồng ý cho làm mới cắt về mai tô hả? Có cho đồng ý không bà? Không. Không á? Thế thằng Kiên nó bảo à thì... con trai của tôi nó bảo và... người ta xã người ta không đồng ý cho cắt vào làm và... tô và không cho cắt về từ... và không cho cắt về thị trấn Phi Điền à? Ờ. Và và nói chung là cái này thì là có lẽ là để thành thị trấn hoặc là để thu hồi, con nghĩ là cũng còn lâu bạn, thoải mái làm. Nói chung là còn làm thoải mái, còn khi nào mà thu rồi thì ta lại phục vụ cho chính sách của nhà nước cũng không sao bạn. Đó, đây những cái chùm vải đây cũng rất là dài, cuống dài đó, cuống dài rất là xanh nhé. À vâng, thế là chị đi máy phát cỏ à? Ờ, đấy, bà 70 tuổi bà ra trông vườn cho anh con trai đây. Đây vườn nhà bà thì hai bên và phía trên nữa, ở trong rừng nữa. Nói chung là đất ở đây thì bà con rất là rộng luôn các bạn ạ. Đấy. Cái lượng vải như thế này các bạn nhé. Lượng vải như này thì một số quả như này này các bạn này, nó là quả loại ưu luôn này. Như quả này nếu mà giả sử mà khi mà lên sọt ấy thì mình có thể tỉa quả này đi, bỏ bớt quả này đi nhé. Đó. Vâng. Chăn trâu bây giờ thì cũng nhàn mà bà, quan trọng là chỉ mất thời gian đuổi. Ừ, thời gian phải đi trông đi đuổi thôi. Vâng, lại có đây, có phân hữu cơ đây, bón cây các thứ đây. Đấy, những cái chùm vải đây. Vâng. 8 con trâu bây giờ mỗi con mà khoảng 20-30 triệu là cũng ra mấy trăm triệu đấy bạn. Đấy. Đấy, những cái chùm này các bạn nhìn này, yêu không? Quá là yêu luôn chứ. Đấy. Anh ở làng Phi Quân nhà ai? Cái ông Lưu hai vợ chồng hay đi ra vòng. Ngày xưa đi vòng qua lán thì tôi còn lên giếng cho tôi uống nước mà. Và cái ông Sầm không biết con cháu ơi chết à, ông mất lâu rồi bà. Ông Sầm và cái vợ ông ấy cũng mất lâu rồi ạ, các cụ giờ. Và à, bà trẻ hay bà già ở bà cái vợ ông Sầm. À vâng, thì cũng mất hết rồi bạn. Và bà đang kể chuyện, đang hỏi là biết các cụ thời xưa đi làm nương ở trên ở trong đồi không, thời xưa như các cụ giờ mất hết rồi đó. Đây còn bây giờ bà ra bà là trông vải xong rồi bà rổ cỏ này, cỏ không lên được luôn. Đây bà rổ lật. Trước là hai mươi con mấy con dâu rổ hai buổi rồi. À vâng. Bây giờ nó lại mọc lại nữa. Vâng. Đây bà rổ cỏ rất là sạch. Toàn bộ là làm hữu cơ, gần như hữu cơ hết đây các bạn. Đây phân được cái lớp, anh ấy bón được cái lớp phân chuồng phân trâu này, cây xốp tốt như bà nhỉ. Vâng. Đó. Và nói chung là quả thế này là rất là to mà đẹp rồi bạn. Ui thế này mà không to á bà. Đấy chị bảo vẫn quả chưa to này các bạn này. Quả này là ok lắm rồi. Đây. Vâng, cái chùm này rất là đẹp luôn. Đó, còn đây là lán để ngủ trông vải đây các bạn này. Vì năm nay ban ngày nóng bạn.
Nhưng ban đêm thì sẽ mát nhé. Và bà toàn ngồi ở phía ngoài đấy. Và kê dép từ ngồi ngoài. Này thì mai bán thì cũng được mấy tạ bạn? Không biết được. Ừ, cũng phải được mấy tạ nên nếu mà cắt. Thế thì anh chắc phải về bẻ dậy từ 2-3 giờ sáng bẻ như bà nhỉ? Chắc. Không, năm ngoái thôi, năm nay toàn 5 giờ mới đi. À 5 giờ mới đi à? Cái này nó sai thế này bẻ trắng thôi. Cái cây vừa thấp lại xong rồi vừa thấp mà lại chùm nó to thế này thì làm rất là nhanh này. Đây. Vâng. Nó lên chiến nó bỏ sâu. Đây. Nhà bà cũng được. Đẹp. Không sâu cuống luôn. Đây. Quả rất là đẹp luôn. Vâng. Ở nhà tôi ở góc kia. Vâng. Có mấy cây ở dưới kia kìa nhưng mà chưa đủ. Vâng. Vâng. Đấy làm sạch sẽ như này thì rất là đạt yêu cầu các bạn nhé. Cái lán to thế này cao thế mà còn nóng lắm. Vâng. Thế là 11 giờ là bà. À vâng. Đến 2 giờ kiếm thì lại ra. Bà trông là cứ cách khoảng tầm buổi trưa là về nhà ăn cơm xong chiều lại ra. À vâng. 11 giờ thì vâng. Nó thôi về ăn cơm. Vâng. Nhìn cái chùm thích thế bà, cái chùm kia nó phải to quả to mà rất là đẹp luôn. Hôm qua chả có một đứa làm chay nó bảo nó ở cực chết, nó lấy chồng về làm chay nó chạy ra đây. Vâng. Chụp nó bảo nó chụp xem em gái nó bên miền Nam có mua nó bảo. Cái hàng này là hàng số 1 rồi bạn. Nếu mà mai bán thì chắc chắn là hàng VIP rồi. Quan trọng là xem giá ngày mai nó như thế nào thôi. Mai là 29 tháng 5 các bạn nhé. Thì cái giá của cái hàng này thì sáng sớm mai thì mình sẽ rẽ qua để xem là gia đình mình bẻ thế nào. Mai còn mai 5 giờ bẻ phải không bà? Cứ 5 giờ thì bẻ. Vâng, 5 giờ thì mình sẽ vào để xem là lượng bẻ thế nào và xem giá cả anh chị bán ra sao nhé. Mời các bạn cùng ra sẽ cùng thăm vườn trong buổi sáng ngày mai. Còn như buổi hôm nay thì mời các bạn dạo qua vườn nữa. Đã dạo qua vườn và dự xem là mai anh bẻ được bao nhiêu kg và bán được bao nhiêu giá bao nhiêu nhá. Đó. Đây. Cây rất là đẹp luôn. Cây thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng quả chùm đẹp thật các bạn ạ. Còn phía bên này là cái vườn Thanh Hà mà mình vừa vào vườn nhánh 3 đây. Là vườn nhánh 3 là hình chữ L sang phía bên này. Quả thì cũng rất là to và đẹp nhé. Tỷ lệ cũng rất là ok luôn. Vâng, ở Thanh Hà đây thì cũng nhiều nhà chín lắm rồi bạn. Đó, còn phía trên này là vườn nhà anh Bình này. Thì cây nó xấu bây giờ ra luôn một lớp lọc luôn này các bạn này. Không có quả nó ra lọc luôn này. Thế còn những cái cây mà đang có quả thì hiện tại nó như thế này. Nó không ra lọc và nó đang treo quả thế này. Thế thì cập nhật các bạn các chị một chút cái tình hình vải nhé. Vải bán ở đường thì rất là nhiều nhưng ở trong bà con của mình ấy thì còn cực kỳ nhiều vải. Mình xin nhắc lại là cái lượng mà diện tích cũng như là sản lượng của lục ngạn quê mình ấy thì vải nó so với các cây khác ấy và so với các nơi khác thì nó là số 1 luôn nhé. Kể cả mất mùa thôi. Ra đường thấy đông thế nhưng bảo không có vải đâu nhưng mà để ra bán cũng như là ra nơi tập trung chỗ điểm thu mua thì cũng còn rất nhiều. Sản lượng ước tính năm nay cũng rơi vào hàng theo theo cơ quan nhà nước công bố là bằng năm ngoái được mùa là 200.000 tấn các bạn ạ. Năm nay thì dự đoán là còn một nửa là 50.000 tức là 50% ấy là 100.000 tấn ấy. Thì mình nghĩ cái số lượng đó thì nó cũng chỉ là dự đoán thôi nhưng mà có thể không được bằng đó nhưng mà sản lượng cũng còn rất là nhiều, diện tích thì cực kỳ lớn các bạn nhé. Diện tích thì cực kỳ lớn và sản lượng thì có mất mùa nhưng vẫn còn rất là nhiều, còn rất 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 nhiều nghìn tấn các bạn ạ. Nên là từ vải sớm đến vải Thanh Hà và vải ngọt thì từ giờ đến hết kết vụ chắc còn hơn một tháng nữa hoặc tháng rưỡi, hai tháng gì đó nữa. Nên là thoải mái để các bạn cùng chiêm ngưỡng ăn vải và thưởng thức cái đặc sản quê mình nhé. Đó. Theo các bạn dự đoán ngày mai giá bao nhiêu nghìn một cân với cái vải như thế này. Và bà thì đang trông ở trong lán này rồi. Bởi vì thực ra là cái công sức để làm ra quả vải rất là vất vả các bạn nhé. Nên là mất một quả hoặc là mất một chùm thì cũng là tiếc. Có thể là do ví dụ như là trẻ con hay là đội ta mao đạo trích hay gì đó. Tóm lại là rất nhiều. Vâng. Lại phải xử lý lại à bà? Không phải, thì hôm sau lại phải phun. À vâng. Cái đám dưới chứ. À vâng.
Thế ở dưới Thanh Hà thì ở phía dưới kia có quả nhiều không bà? Ở cái đám dưới. Ờ, phía... anh không nhìn thấy à? Cái cũng có cây chiếu cả bốn qua chung quanh, cây vâng. Nó cũng không có. Vâng, nói chung là tỷ lệ có quả là vẫn được bà. Nó cũng vâng. Không được không được đều hết, nhưng mà như thế là cũng gọi là so với cả bà con ở đây là vẫn được mùa đấy bạn. Và trong rừng thì tất cả nó bảo cả chỗ này cả trong rừng chắc cũng được 2 tấn thế nào. Vâng, vẫn được khoảng 2 tấn. Thế là được rồi đó. Trong kia thì có một năm thuê người ta ghép mất 10 mấy triệu thôi mà. À ừ, thuê ghép mắt thì phải tầm đấy bạn. Đấy vải ngọt trong và ghép Thanh Hà vào đây, vườn của bà đây. Phía bên này vườn đây. Đấy, có một số là bắt đầu ở nhìn thấy nhiều quả ghê các bạn ạ. Đó kìa, đây, quả đây. Đấy, và đây những cái chùm đẹp đây. Đấy, và một số thì bắt đầu chín quả to này các bạn này. Đó, mình đứng ở rìa đường thôi mà mình với tay vào nha, rất là đẹp luôn đấy. Đây bên này cũng thế này. Quả to bạn. Năm nay cái cây Thanh Hà như thế này của anh như này là quả to lắm rồi. Đấy, nhìn rất là được luôn này các bạn. Đó, phê chưa? Nhìn lộc ngọc luôn, nhưng mà nó chưa lên mã hẳn đâu. Bởi vì nếu lên mã hẳn thì quả nó sẽ phải đỏ rực, đỏ rọi luôn nhé. Ngày mai bắt đầu, ngày hôm qua, hôm nay mà người ta đã cân rồi bạn. Nhưng mà một vài hôm nữa thì các cửa người ta sẽ cân nhiều hơn nữa. Và của cái anh ba kia chả đỏ lắm nữa. Của anh ba con vừa xem rồi, nhưng chắc là phải tầm 3 đến 5 hôm nữa thì sẽ bán được bạn. Thế bà trông nhá, con sang xa phía cổng mà con đi lên phía trên xem sao nhá. Vâng, bà ở vườn nhá. Xin chào bà. Thi thoảng lại vào vườn nhà bà đây thì rất là thích luôn. Vừa Thanh Hà vừa U Hồng. Chúng ta sẽ di chuyển lên phía trên nhá. Xin mời các bạn. Đây, ra phía cổng này còn có một cô nhặt đỗ xanh nhá. Một chị. Ô, chị nhặt được nhiều đỗ nhỉ. Món đỗ xanh đây. Thế vườn ở ngoài kia là cũng là vườn vải nhà chị à? Không. Hay là chị có chỗ táo này thôi? Một chỗ táo này thôi. À, một chỗ táo này thôi à? Táo Đài Loan này các bạn này. Táo Đài Loan này, cây kia táo Xuân này. Đó, và cải thiện thêm đỗ xanh nữa. Chị nhặt được nhiều chưa? Nhiều mấy lần đỗ này rồi? Hai lần rồi. Hai lần là được mấy chục cân rồi? Ít thôi, ít này. Ít á, thế bây giờ nó bao tiền một cân hả chị? Chả biết. Chị có đỗ đen không? Đây là đỗ đen đấy. À, thế là chị có đỗ đen bán không? À thì à, từng có đỗ đen bán thì em lấy mấy cân, bởi vì đỗ đen rất là tốt và rất là mát nhá. Đây ngay cổng làng đây. Trên ở chỗ này nhà chị có vải không? Có, nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà, thế năm nay có sai không chị? Được 2-3 tấn. À 2-3 tấn à, ôi thế thì ổn rồi. Em tưởng là gần đây thì em đến em vào thăm, nhưng mà mãi trên nhà. Mãi trên nhà. Vâng, đây nhà chị ở mãi phía trên kia nhá, nhưng mà thôi giờ đi dọc đường lên phía trên để thăm một hai vườn U Hồng với cả Thanh Hà sát rìa đường này luôn nhé. Thế vậy chị nhặt đỗ nhá, em lên phía trên này đây. Và bây giờ mình lên phía trên này các bạn ạ. Đó, lên phía trên này thì những cái vườn U Hồng dọc đường hai bên này thì bà con cũng đã thu một số rồi. Cũng đã bán một số rồi, và một số thì cũng chưa chín thì đang chờ sau nữa đây. Và sát phía bên này nữa là những cái vườn gọi là vải Thanh Hà cũng kết hợp với U Hồng này, quả cũng rất là đẹp luôn. Đấy, cái vườn này hôm trước mà mình lên thì có anh chị đang rào vườn này. Này quả rất là ok này các bạn này. Sai lắm, và mình lên phía trên nhé để mời các bạn sẽ đi xuống cái vườn này nhé. Còn phía bên tay phải này thì trước khi vào vườn này, đó là những cây U Hồng sát dọc đường luôn này. Đây gọi là đường vải đấy các bạn này, đứng ở trên đường và hái vải luôn này. Đó, quả thì rất là đẹp nhưng mà chưa chín này. Nó vẫn tương đối là U Hồng này thì mình vẫn khuyến cáo với cả anh chị em là cứ để cho tất cả cái gai và cái màu xanh ở dưới đáy này nó chín đỏ hết lên nhé, thì bán sẽ được giá nhé, tức là nó chín kỹ hơn ấy. Đó, còn như thế này là chưa chín đâu, ở đây là đã bỉa bẹt tỉa rồi. Wow, có những cái chùm Thanh Hà, có những cái chùm U Hồng này các bạn này, đỏ rực rỡ và đẹp luôn này. Để qua lưới rồi mà nhìn rất là phê luôn nhé. Đây tí mình mời các bạn sẽ xuống cái vườn gia đình nhà anh chị, chắc này là bỏ cái lưới này ra này. Đấy, bỏ cái lưới này ra để thu hoạch buổi sáng nay này. Đó, còn cái chùm trong này, này. Ôi nhìn phê ly luôn đấy. Trong này quá đẹp luôn. Đấy, bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới. Còn những cái Thanh Hà đây.
những cây thanh hà này cũng đã bắt đầu lên mã. Và phải nói lên mã thì nó rất là nhanh các bạn nhé. Từ lên mã đến lúc mà chín thì nó dao động chỉ khoảng vài ngày thôi là nó đã thay đổi mã đỏ thế này rồi. Và chúng ta sẽ xuống phía dưới này xem sao. Đó, đây các bạn này. Đây, mình mời các bạn vào phía lán của gia đình nhà anh chị nhé. Đó, cái lán để trồng vườn đây, làm bằng giường sắt tháo lắp đây. Wow, đây những cái chùm thanh hà mà còn bẻ, những khu này là đã bẻ rồi này, mà quả bây giờ bự không, quá bự luôn đấy, bởi vì tốc độ chăm sóc, cái dinh dưỡng cho cây quá là ổn luôn đấy, thành ra quả nó đẹp và nó to nhé. Đó, đây nữa, đây là mình mời các bạn thăm cái chùm này, kết cái chùm này lắm ấy. Đây, không để các bạn chờ lâu nữa. Wow, thơm thế các bạn ơi. Vào vườn đó, đây các bạn ơi, phê chưa này. Các bạn đến thử cái chùm này sẽ bao nhiêu quả. Theo các bạn chùm này được bao quả, bao cân. Và quả nó nặng, nó to này các bạn nhìn này. Như quả trứng luôn này, lộc ngọc luôn này. Sợ thật. Bây giờ mình mời các bạn sẽ cùng đếm xem cái chùm này được bao nhiêu quả nhé. 2, 4, 6, 8. Chùm này nó có lẽ là phải, đây riêng một cái chùm này, cả cái nhánh trên nữa nhé, nó gọi là vẫn là chùm nhé. Nó phải gần 30 quả các bạn. Đó, và phía trong cái cành chùm này nó áp vào nhau này. Nhìn nó thích không? Wow. Quả nó to, nói chung là quả nó bự các bạn ạ. Nó bự lục ngọc luôn ấy chứ không phải nhỏ đâu. Và mã nó thì cực kỳ đẹp. Cực kỳ yêu là như thế. Đây, nhìn nó kết thật đấy. Đây. Mình các bạn thấy cho chùm này được mấy điểm các bạn? Mình nghĩ chùm này có lẽ là phải được 10 cộng các bạn nhỉ. Quá phê luôn. Đó, đây nhìn cái chùm, tất nhiên là cái cây này nó anh chị đã bẻ một số chùm đây rồi. Đấy, thu hoạch đây rồi. Đó. Đấy và bây giờ mời các bạn vào phía trong này xem nhé. Đó, những cái chùm mà sát đầu lán này. Một số chùm thì đã bẻ rồi này. Và một số chùm thì còn đương là xanh nữa. Đây, cái dấu hiệu của bẻ rồi đây, những cái chùm ở phía dưới đây. Đó, rất là ok. Wow, còn lại những chỗ này thì còn chưa lên mã nhé, vẫn còn xanh nhé các bạn nhé. Đấy, cái mã của nó cứ sáng choang luôn ấy, nó không có gợn và nó quả bự nhé. Nếu mà chín ấy thì nó sẽ còn bự hơn nữa và nó giãn gai và còn đẹp hơn nữa các bạn nhé. Đó. Tất nhiên là cái lượng quả nó ra nó không đều đâu. Cây này thì có chùm là u hồng này, chùm phía trên là thanh hà cả. Đấy, một cây thì có 2-3 loại, 4 loại vải nó khác nhau ấy. Tức là mỗi cây nó có ghép vào tùy gia chủ ấy, thành ra là nó nhiều loại vải. Một cây mà 3-4 loại quả luôn. Đây, các bạn đây nhìn, các bạn nhìn thấy nhé. Đây, đây là cây, đây là quả thanh hà này. Đó. Còn đây là quả u hồng này, vẫn là một cây thôi, chỉ khác cành thôi. Đó, nhưng quả u hồng đây. Các bạn nhìn thấy khác nhau, rất là khác nhau nhé. Vì với anh em mà làm vải cũng như trồng vải thì nhìn qua là biết thôi. Nhưng với khán giả thì có lẽ là các bạn các anh chị nhìn nó sẽ lạ lẫm và rất là khó phân biệt. Đây, như chùm thanh hà kia, màu sắc này, quả nó tròn này. Đấy, còn dưới này là u hồng này, là quả nó dài như quả trứng vịt này. Và màu nó hồng này, đó. Vẫn là một cây. Và có thể là còn anh em mình tùy sức, ví dụ ghép thành 3 hoặc 4 loại vải ở trên một cây vẫn ok các bạn nhé. Bởi vì cải tạo ghép giống này thì đội mình nó là làm nó bình thường rồi. Còn dịch sát cái vườn u hồng này, đó là cái vườn thanh hà đây. Thì cái lượng quả mà chín thì cái vườn này nó sẽ đuối hơn một chút. Tức là quả nó to và mã nó đỏ. Có lẽ là so với ở cái phía dưới cổng cái lòng nó kém hơn nhé. Nhưng mà như thế này cũng là được rồi, là ok rồi. Mỗi buổi sáng từ bây giờ sẽ đi nhé, là khu trước cửa cánh đồng này là buổi sáng là râm ran tiếng hái vải. Đấy, bình thường như mọi năm là cả một cái tuyến đường này các bạn ấy, cả một cái con cung đường này này là toàn bộ là thương lái cũng như là mua bán rồi chặt cành, chặt rễ rồi thì xếp soạt ở ngay trên cái cung đường này. Nhưng năm nay ít hơn nhưng mà vẫn xếp làm như vậy nhé, thì cái tiếng thu hái râm ran lắm. Khen xong chủ vườn ra đây, sáng nay bưởi được bao nhiêu rồi chị?
À, tức là thu hoạch được mấy mấy mẻ rồi? Thu hoạch được mới 2-3 mẻ chứ mấy. À, mới 2-3 mẻ được mấy, được bao nhiêu mấy tạ rồi? Được 8 tạ rồi. À 8 tạ rồi à? Giá được bao nhiêu rồi chị? 35-40-45. À cao nhất là 45 à? Đấy 35-40-45, giá thế là ok rồi. Giờ đang bẻ để cho làm quà đấy. À, bẻ cái chùm đây phải không chị ơi? Chùm nào cũng được. Đây em thấy đây. Nếu mà chị bẻ cái chùm đây này, em vừa vào đây vừa đếm được khoảng tầm 30 quả đây rồi. Đây này. Đây, chùm qua cái lưới này này. Phê thật đấy. Nhìn thích thật, quả to như là quả trứng luôn đấy nhá. To nhỉ. Quả lúc to. Sai nhìn đấy. Tưởng nó không to mà bây giờ bây, to thế. Bây đây, chủ vườn còn phải tự công nhận là to nhưng mà phải nói cực kỳ to thật các bạn ạ. Cầm vào quả mà sợ luôn ấy. Qua lưới các bạn nhìn này, qua lưới nhìn mà mờ thôi nhưng mà bên trong quả to lộc ngọc luôn. Và cái chùm kia thì đúng là hoa hậu luôn đấy. To nhỉ, có to thật. Ê, như thế này thì dự kiến là khoảng thu hết được bao nhiêu hả chị? Còn năm nay quả chưa trả được bao nhiêu. À, gọi là 8 tạ rồi, gọi là ship 1 tấn rồi thì à, chắc từ giờ đến đấy chắc khoảng tấn nữa thôi nhỉ? Ê, là nhiều thế. À, bởi vì là so là cái cây nó không ra được hết các bạn ạ. Nhưng mà những cây mà còn lại ra chùm là rất là ok rồi. Đó. Thực ra là để mà nó chín hơn một tí nữa là chỗ chùm đấy là chưa đạt yêu cầu đâu đấy. Nhưng mà thôi làm quà thế là cũng đạt 9:30 rồi. Quà thế này ăn vừa tầm thôi. Vừa tầm ok rồi. Còn với anh Tàu là anh vẫn chưa thích màu này đâu. Sẽ phải thích, phải đỏ hơn nhé. Đó. À, bẻ u hồng này rất là nhanh các bạn ạ, nó giòn này và nó nặng ấy. Làm thích hơn so với vải ngọt nhiều. Tức là thu hoạch và cái khâu sơ chế rồi thì để vặt cắt cuống các thứ nó thích hơn nhỉ. Nó nặng tay và nó nặng cân, làm rất là đạt. Và nó không dai lá như là vải thiều chính vụ. Vải thiều chính vụ vặt lá nó cứ dai nhanh nhách đi các bạn ạ. Tức là vặt nó dai, tuốt nó cũng dai. Làm nó lâu hơn. Đó. Thế sáng mai mình có bẻ không chị? Sáng mai chắc nghỉ một buổi. À sáng mai nghỉ một buổi à? Thế là mình hay bán cho nhà cửa nào? Nhà Năng Đào. À bán nhà Năng Đào à? Thế thì giá đỉnh rồi. Đấy, tôi bảo là gần như hàng đặt rồi. Năm ngoái với năm nay bà bán nhà Năng Đào. Thế mấy cửa làng áp lên thăm mà không bán được cho hả? Vâng. À thế ạ, đội nhà ông Quân là Cân Thanh Hà đấy nhỉ? Cân Thanh Hà thôi. À. Đội vẫn chưa cân đâu hay sao? Chưa. Vâng, chắc đang đi xem sao. Vâng. Năm ngoái thì cho nhà Hải Luyến. Vâng. Toàn nói chung là toàn là bán hàng đẹp, hàng VIP thôi đấy. Đấy còn phía cạnh sát đây là vườn Thanh Hà nhà anh Ba, mà cái vườn của phía dưới vừa mình vừa quay, đây vừa lên đây gặp anh ở phía trên này nữa luôn này. Thì chắc là còn phải trông khoảng tầm một tuần nữa là hết thôi nhỉ? 5 ngày nữa là hết. 5 ngày nữa là hết à? 5 ngày nữa là hết Thanh Hà thôi. Bởi vì là thực ra là cái vải này nó chín lên thì cũng rất là nhanh các bạn ạ, thu nhanh lắm. Để sau đó là hết thu cái này là đến Thanh Hà. Và Thanh Hà phía trong này vẫn còn nhiều mà chị, đúng không? Thì đương nhiên là có nhà cũng nhiều nhưng mà không biết là có quả không nhiều không? Nhưng mà nhà chị, nhà mình mà. À nhà mình không, nhà mình có Thanh Hà trong kia không quả. À thế à. Chị ơi, túm bé hay là túm to? Túm bé bé nhỉ. Đó. Có bẻ chùm đấy không chị? Nào, có bẻ không để rất là may mắn cho mình là được bẻ quả chứ nhỉ. Từ 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 để cởi cái cây này ra đã để quay à? Để quay á. Này. À đi à, đấy. Vẫn là một nhà nhé, mỗi năm vẫn làm vẫn đẹp như nhau nhưng mà tay khác cái là đẹp ngay thôi. Thế là tối anh ra đây ở đây trông à? Anh chỉ ra đây một lúc thôi. À thì à. Thế thì đó, đây các bạn ơi. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cái bẻ cái chùm hoa hậu này nhá. Ôi sướng nhỉ. Đấy, quá phê luôn đấy. Rồi. Chín rồi. Bẻ cho chùm này làm quà đúng là sướng nhỉ. Đây nhỉ, mỹ mãn đấy. Đấy, chùm này là phải khách VIP, khách làm quà. Hôm nọ bẻ một ít rồi này, sai lắm chùm này. Từ 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 từ. Từ à. Đây các bạn này. Mua được chùm này làm quà cũng sướng nhỉ. Chùm này quá VIP luôn đấy các bạn ạ. Đó. Được cái chùm như này gọi là khách VIP, khách đặc biệt đấy các bạn nhé. Mình nhìn từ xa thôi, nhìn qua lưới thôi. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Bẻ một cái là đã đẫy tay rồi này. Đó và thêm một cái nữa. Vậy thì tổng cả cái chùm đấy nó phải rơi khoảng tầm 3 cân hơn nhỉ? 3 cân. Và. Wow. Quá là phê luôn.
Các bạn thấy cái cảm giác bẻ vải nó sướng lắm các bạn ạ. Đội mình thì mình thấy bình thường, nhưng mà tức là bẻ vụ vải, bẻ là cảm thấy là nó vất vả, nó bình thường. Nhưng mà mình nghĩ là với các anh chị mà ở những vùng miền khác ấy, được leo lên cây vải, được bẻ vải, được ăn những quả vải tại gốc, thì mình nghĩ là nó quá là một trải nghiệm rất là tuyệt vời đấy. Các bạn có cả đồng tình với mình như vậy không ạ? Nếu đồng tình các bạn cho một comment nhé, và một like nhé. Mình mời các bạn về quê mình bẻ vải nhé. Bẻ vải tại đồi, tại vườn luôn. Một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Là tại cánh đồng nha các bạn nhé. Còn nếu mà mùa vải có quả mà chín kìa các bạn, lên đỉnh leo hẳn đồi kìa. Đó, đồi cao gọi là ngút tầm mây kìa. Đấy, bẻ vải ở trên đó rất là phê luôn. Bẻ và có thể là các bạn bẻ... Vải đồi nhà em còn trùm hơn đây. Cũng Thanh Hà hay U Hồng? U Hồng. Ở chỗ nào? Ở gần với Thái Hòa rồi. À, đi xuống đường Thái Hòa đấy à? Vâng. À rồi, đúng rồi đấy, làm rất là siêu luôn. Thế dưới đây bán chưa? Bán rồi. À thế à, cũng quả cũng đẹp như này à? Không to bằng như này. Không to bằng không này à? Hôm nọ bán 40, sáng nay bán hơn 30. À hôm nọ bán 40, hôm nay 30 à? Thế thì 32, là... sáng nay bán 30. 32, thế là hàng đẹp rồi. Hôm nay 32 là hàng đẹp rồi. Đó, rất là phê luôn các bạn nhé. Gia chủ vườn chăm sóc và làm được những quả vải đẹp này thì phải nói là kỹ thuật và kỳ công... nó gọi là anh em mình hay dùng từ là đẳng cấp đấy các bạn ạ. Đấy, quả nó to như quả trứng ấy. To trong cái vụ năm nay thì có rất nhiều vườn quả đẹp, quả to, nhưng mà với vườn nhà chị này quả to thì mình thấy là nó gần như là bự nhất đấy này. Bự thật, bự hơn cả cái hôm trước của vườn nhà anh Sáu cơ. Quả này cảm giác bự hơn cả. Quả to này cơ. Đó. Đấy, như vậy thì hôm nay gửi đến các bạn, các anh chị một chút cái tình hình vải buổi chiều. Anh chị em chuẩn bị công tác thu hoạch nhé, và một số vườn vải chuẩn bị chín nhé. Vậy giá cả tình hình như thế nào, cũng như là anh có cao hay không thì các bạn, các anh chị em chờ ngày mai nhé. Còn với như vải ngày hôm nay thì các bạn thấy phê và đẹp không ạ? Nếu đẹp thì cho mình một comment và một lượt like nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn thấy đường vải nó có yên bình không các bạn? Đó, đạp vải, đạp xe trên đường vải, hít hà không khí vải, hương vải nó quẹn luôn đấy. Đấy, rất là phê. Và mình nữa xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn, anh chị ở trong các video clip tiếp theo. Độc đắc rồi các bạn ạ. Hàng quá là đẹp luôn. Chất lượng rất là, quả rất là cao, to, đẹp dai nhé. Nó là hàng, mình nghĩ là đây, quả nó to lùng ngập luôn. Nhìn như vậy, như chứng ấy, thì ra nó lại là U Hồng.